Insidious: The Red Door, tình phụ tử Át hết hù dọa. Insidious: The Red Door không mạnh quá nhiều về khoản hù dọa, mà tạo điểm nhấn chính nhờ câu chuyện tình phụ tử. Insidious được coi là một trong những thương hiệu phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại, với kinh phí rẻ bèo nhưng thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nhớ phần đầu tiên ra mắt năm 2010, Insidious đã mang về 100 triệu đô la Mỹ với chỉ 1,5 triệu đô la Mỹ chi phí làm phim, kéo theo các phần phim ăn theo cũng rất thành công về thương mại. Tuy vậy, càng về sau, chất lượng nội dung của Insidious vẫn là sự tranh cãi lớn, bởi nhiều ý kiến cho rằng thương hiệu này ngày càng đuối về cốt truyện và Insidious: The Red Door có lẽ cũng suýt chạm ngưỡng thảm họa. Ám ảnh vẫn chưa kết thúc. Insidious: The Red Door tiếp diễn câu chuyện từ phần 2, khi gia đình Lambert đã dần quên đi những ký ức kinh hoàng từ 10 năm trước. Cậu bé Danton giờ là sinh viên đại học, theo đuổi ước mơ hội họa nhưng luôn tự cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Một ngày, Danton tình cờ phát hiện ra khả năng đặc biệt, đó là khi ở trong không gian tối, linh hồn của Danton sẽ bị rơi vào cõi vô định, nơi giam giữ ác quỷ. Điều này có thể khiến Danton bị quỷ dữ thao túng. Ông bố George tìm cách cứu Danton, nhưng mọi thứ ngày trở nên bế tắc khi mối quan hệ giữa George và Danton bị xa cách sau một cú sốc trong quá khứ. Ông thần kinh dị James Wan ngồi ghế sản xuất và gửi gắm trách nhiệm đạo diễn cho nam chính Patrick Wilson. Lần đầu ngồi ghế chỉ đạo, nam tài tử không tránh khỏi những yếu điểm trong cách triển khai câu chuyện. Mặc cho Insidious: The Red Door vẫn cố gắng giữ lại những nét đặc trưng đã tạo nên thương hiệu ăn khách này. Chưa đủ quỷ quyệt. Theo nhiều thông tin, Insidious: The Red Door sẽ là chương cuối trong câu chuyện về gia đình nhà Lambert. Nếu thế thật, mọi thứ mà phim mang lại chưa xứng tầm với điều đó. Các tình huống hù dọa sử dụng cách thức khá cũ, một là jump scare cổ điển. Hello. Hai là để nhân vật gặp ác mộng, có lẽ sẽ khiến những tín đồ kinh dị chân chính cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Bù lại là phần xử lý ánh sáng làm toát ra cảm giác mờ ảo và ghê rợn, nhưng chính vì khoản hù dọa chưa được xử lý đủ đô đã khiến Insidious: The Red Door giảm đi khá bất ngờ. Trong thời kỳ các phim kinh dị đang cố gắng đi tìm hướng đi mới để hồi sinh thể loại khó nhằn này, thì Insidious: The Red Door lại chọn cách làm an toàn và có phần khá cũ. Phim chỉ đủ gây choáng váng với những khán giả sẵn yếu bóng vía và thường không quen xem phim kinh dị. Nếu dễ tính hơn, khoản hóa trang cho ma quỷ Insidious: The Red Door cũng đã được làm khá chỉn chu, chỉ là chưa đủ mới trong chiêu trò hù dọa người xem. Tình phụ tử Át hết hù dọa. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt phim chính là câu chuyện về tình cảm cha con của Danton và ông bố George. Từng chứng kiến bố suýt ra tay giết mình vì bị quỷ nhập, Danton vẫn mang nỗi ám ảnh khôn nguôi. Insidious: The Red Door mô tả hành trình hàn gắn của hai bố con Danton một cách nhẹ nhàng, vừa phải và không quá xến. Cũng người đàn ông là những kẻ ít nói, thường chỉ thể hiện bằng hành động hơn là cảm xúc. Đoạn kết của phim mặc cho có hơi gượng gạo, nhưng sẽ khiến đa phần người xem cảm thấy xúc động với cách thể hiện ngắn gọn và tinh tế, đề cao tình cảm gia đình. Vì vậy, điều đó dường như biến Insidious: The Red Door đơn giản chỉ là một bộ phim làm gợi nhớ về một thương hiệu đình đám ăn khách, hơn là một phim độc lập mang nhiều nét riêng biệt so với những phần trước. Chúng ta xem phim đơn thuần chỉ để nhớ lại những gì xảy ra với gia đình Lambert, còn với khán giả mới, có người sẽ cảm thấy sợ, nhưng sẽ có ý kiến chỉ dừng lại ở mức tạm chấp nhận như một sản phẩm giải trí thông thường dễ đến và dễ quên.